À, xin chào bác, chào bác đã trở lại với Ai Chan Ký Cổ Kỳ Xưa. À, trước tiên thì rất là cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em và ủng hộ em suốt thời gian qua. Bác nào chưa kênh em cũng đăng ký kênh hoặc là phải dưới video. Ngày nay giới thiệu bác đó là cái lớp 450 phiên bản cổ điển size 145 bọc vàng của Pháp Sơn, hàng chuẩn O1, sản xuất 1950. Con này bản rất to nhá, giá rất là mềm. Hồi sau sẽ rõ. À, em có chia sẻ đôi lời với các bác là để cảm ơn các bác đã ủng hộ bên em trong suốt là hơn 20 năm qua. Thì bên em vừa rồi nhập bộ lô kính hơn 1000 cái kính cổ đủ các đời các loại, đều là kính cổ kính xưa thập kỷ 40 50 60 70. Thì có giá rất là tốt, giá rất thấp, chính vì thế em bán nó có giá thấp theo thì giá nhập, là giá nhập thấp thì bán thấp, đúng là nhập cao thì bán cao. Và thời điểm năm ngoái thì cuối năm ngoái, đặc biệt là cuối năm ngoái nhập khá cao do cái dịch Covid nó khó khăn về vận chuyển. Thì bây giờ thông thương rồi thì nhập được cái giá tốt thì bên em sẽ có những giá rất tốt cho các bác luôn. Vâng, rất to nha, những con này năm ngoái toàn 11 12, năm nay sẽ giảm hơn rất nhiều. Đấy. Và cầu giữa thì nó có hai cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa đúc bộ lại mới chết nhá. Phiên bản limited edited phiên bản 4 chấu cổ điển của Pháp đầu năm 1950. Chuỗi đen nhá, viết là cầu giữa đẹp. Bác nào mà trắng cao vô rộng sân đình, mặt vuông chuỗi đèn, đeo cái này rất đẹp, rất nổi luôn ạ. Mọi thông tin chi tiết về kính thì em bên luôn luôn ghi bên dưới video và kèm theo những cái địa chỉ lâu năm, sống tại lâu năm, giá cả rất rõ ràng, rất mới, rất đẹp nhé. Đấy, bác nhìn thấy rất đẹp không? Vâng, giá cái này là 10 triệu đồng hay gọi là 10.000k, giá là 10 triệu đồng hay gọi là 10.000k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bán toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về giá cả và sản phẩm. Về hình thức buôn bán và thời gian bán hàng bên em đều ghi bên dưới video nhé. Thời gian cực kỳ thoải mái, từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, nghĩa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại trước cho em, tránh tình trạng sản xuất quá thì em bị thẩm định định giá đồ cổ dân cho tất cả anh em và bạn thân. Thì bác lưu ý điện thoại trước để em nguyên kết toán từ xa tại ngõ 390 Trần Trình, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu, tư vấn cố vấn và chuyên sâu đồ cổ xưa. Đó là một trong những cái giá trị lớn nhất mà khi mua xuất đồ cổ xưa lâu năm có thương uy tín hơn 20 năm và sống thoại hơn 20 năm rồi. Bác mua đâu mua nên lựa chọn bán người con trai am hiểu đồ cổ xưa, mua của những người con trai có kính cổ kính xưa, hàng trăm cái kính cổ, hàng nghìn cái cổ. Khi bác mua cây cảnh, nếu lưu nhá, mua cây cảnh phải chọn cái nhà vườn ở trên mảnh đất đấy mấy chục năm và có hàng mấy trăm cây cảnh thì cực kỳ yên tâm luôn, kính cổ cũng nên thế. Chứ còn không nên mua cây cảnh ở cái nhà vườn mà thuê 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng như một kiểu lan đột biến với cả bạch hải đường nhá. Hôm nay em sẽ bóc phốt phiên bạch hải đường. Bạch hải đường là cái trà trắng giá trị vài chục nghìn, 100-200 nghìn, được đổi giá mấy chục triệu, mấy trăm triệu, không có giá đó đâu. Đây là đốc hồ là 19H phiên bản, này là phiên bản to nhất rồi nhá. Lưu ý nhá, vì ngày rất nhiều đường xấu bán cây giống hệt cây này ở một lĩnh vực của trường độ Ba Đình, giả, dởm, nhái, tàu, bán với giá 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu. Một lĩnh vực của trường độ Ba Đình nó là cái cổng được thể quán trà đá và quán xôi chè. Khi đối tượng hẹn ở đấy, đối tượng phi xe máy hoặc đi bộ ra, rất nguy hiểm. Và một kênh nữa ở trong miền Nam bán cái kính này bản to gấp đôi, gấp ba bản này, không có đâu, đấy là kính tàu nhá. Đương nhiên một lượng đăng ký kênh 17-18 nghìn người, hơn 10 nghìn người, hơn 20 nghìn người, mỗi lần được 1-2 năm thuê địa chỉ thứ ba quảng cáo marketing để sale đấy. Vừa rồi là các bạn chia sẻ quan điểm không lấy mọi đời, nhưng năm tháng công tác nước ngoài là em rút ra kinh nghiệm là chọn những cái nhà sưu tầm am hiểu về đồ cổ xưa, ấm chén mạ vàng, bình đàn dầu, gốm sứ, âm thanh, xem đặc cổ, xem máy cổ, đồ gỗ. Vâng ạ, em chia sẻ nhanh thôi, bởi vì là cái dòng này giới thiệu quá nhiều rồi, hơn 20 năm qua bán giới thiệu rất nhiều. Rất là cảm ơn bác đã dành thời gian xem video. Bác nào mà trên kênh em, hãy đăng ký kênh màu đỏ, nó phải để xem video và nó bị bỏ chuông. Vâng, xin chào.